Xin chào quý anh chị em mình, em là Tú. Và trong video ngày hôm nay thì em Tú sẽ cầm trên tay review gửi đến anh chị em mình một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập The Vin Health Vision của nhà Omega, với thiết kế thân vỏ vàng khối, mặt số nâu đen. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có bộ dây da màu nâu đen, thiết kế khóa bấm chống gập bằng vàng nguyên khối, và là một mẫu đồng hồ hàng mới chưa qua sử dụng nhé. Và anh em mình sẽ có đầy đủ các phụ kiện đi kèm như sau: hộp sổ thẻ tác và bên trên tay phải của em đây ạ, đó chính là hai tấm thẻ đi kèm của chiếc đồng này. Tấm thẻ đầu tiên chúng ta sẽ có tấm thẻ bảo hành chính hãng, có đầy đủ mã máy, số seri, dấu đầy mua và thời gian bảo hành đó là 5 năm chính hãng trên Việt Nam cũng trên toàn cầu, và bảo hành tại cửa em đó là 5 năm theo chính sách hàng mới. Tiếp đến em sẽ có tấm thẻ chứng nhận bộ máy 8611. Thì ở mặt sau của tấm thẻ này chúng ta sẽ có đầy đủ những cái thông tin đi kèm với mỗi đồng hồ nhé. Khi mà anh em mình giao lưu tại cửa hàng của em Tú thì em Tú vẫn sẽ luôn cam kết hàng chuẩn chính hãng, chọn đời máy và vẫn luôn bao quay đầu lên đời khi mà anh mình có nhu cầu. Và cửa hàng của em Tú thì sẽ có ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh em mình gần ở cửa hàng của em thì có thể qua trực tiếp để thử trên tay thoải mái nhé. Chiếc này của em thì sẽ có thiết kế xe mặt 41mm, và độ dày của chiếc này nó sẽ rơi khoảng tầm 11.5mm. Thì với những cái độ dày và size mặt như vậy thì nó sẽ phù hợp với những anh em cổ tay vừa và cổ tay to thì lên tay rất là đẹp nhé. Chúng ta sẽ có mặt số tông màu đoạn đó mặt số màu nâu đen, và trên cái phần mặt số này chúng ta sẽ có hai công nghệ, đó là công nghệ trải tia ở lòng chính giữa và bên vòng ngoài cùng là nơi chứa các cọc số, thì sẽ được hoàn thiện bởi các đường đánh phay xước vô cùng đẹp nhé. Và trên đó chúng ta sẽ có các cọc số la mã được làm bằng vàng nguyên khối và được đánh bóng bởi các đường đánh bóng đa giác, nó sẽ làm cho cái phần mặt số này cũng như là cái cọc số nó sẽ trở nên lấp lánh long lanh nhiều hơn. Ở bên trên góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo thương hiệu của hãng. Ở bên trên góc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch, đó là lịch tháng và lịch ngày. Chức năng lịch thường liên thì với cái chức năng này chúng ta sẽ cần chỉnh lịch một lần duy nhất vào cuối tháng 2 và sang đầu tháng 3 hàng năm mà thôi. Còn tất cả các tháng còn lại thì bộ máy này nó sẽ phát hiện được tháng thừa, tháng thiếu, và khi mà sang tháng mới thì bộ máy này nó sẽ tự động nhảy sang tháng mới mà anh em mình không cần phải chỉnh lịch nhá. Một cái chức năng rất là tiện lợi để anh mình có thể trên tay và trải nghiệm. Chúng ta sẽ có đó là logo thương hiệu của hãng ở bên trên góc 12 giờ, dòng chữ Annual Calendar, và chúng ta sẽ có đó là dòng chữ The Vin, Coesio, Chrometer và dòng chữ Swiftmate bên cuối cùng này. Mặt kính của chiếc đồng hồ sử dụng đó mặt kính sapphire nguyên khối nhá. Mặt kính này thì sẽ mặt kính sapphire cong, làm cho cái thiết kế mặt số trở nên sâu và cuốn hút hơn. Chúng ta sẽ thấy một cái phần mặt kính rất là trong, bởi vì cái lớp phủ ARO này nó cực kỳ huyền ảo luôn. Và thiết kế thân vỏ, chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa đánh bóng và phay xước trên toàn bộ cái phần thân vỏ của chiếc đồng này. Mặt niềng và mặt thân càng thì sẽ được đánh bóng nhá. Và trên cái phần chạy dọc cái phần càng của chiếc này sẽ là một cái điểm đánh bóng phát vào bên trong để tạo điểm bắt mắt. Và bên cạnh thân của đồng hồ thì sẽ được hoàn thiện với dạng phay xước. Còn ở bên tay phải của em đây ạ, chúng ta sẽ có thiết kế lúm chính của chiếc đồng này, với thiết kế lúm thường nhưng vẫn sẽ có độ chống nước lên đến 100m, và logo thương hiệu quang ở chính giữa. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có đó những cái rãnh khía vô cùng nhẹ nhàng để chúng ta có thể vặn tiến lên để lên cốt tay, rút được một lớp sẽ chỉnh lịch và rút thứ hai sẽ chỉnh giờ nhá. Thiết kế bộ dây đi kèm, chúng ta sẽ có bộ dây da cá sấu màu nâu đen. Một bộ dây sẽ được thiết kế đầu dây hơi dày một chút, đuôi dây thì vô cùng mỏng, lên tay bảo vậy thì chúng ta sẽ có một bộ dây khá là mềm mại và đeo trên tay thì cực kỳ sang trọng nhá. Bộ dây này thì anh em mình sẽ thấy hai đầu dây nó khá là dài, bởi vậy chúng ta sẽ trang bị đó là thiết kế khóa bấm chống gập dây bằng vàng nguyên khối với logo thương hiệu của hãng chính giữa nhá. Và bên cạnh đó thì sẽ là những cái thiết kế hai bên cạnh để chúng ta có thể bấm để mở khóa. Còn ở mặt sau của cái bộ khóa này chúng ta sẽ có đó dấu khắc triện này, triện mã khóa này, triện AU750, triện cân tiểu ly và triện đầu tròn góc ra, triện Omega. Ở mặt sau đáy của đồng hồ chúng ta sẽ thấy được một cái phần mặt đáy được thiết kế lộ máy bởi một cái mặt kính sapphire. Ở mặt sau chúng ta sẽ có bộ máy có tên gọi Omega Coesio 8611. Thì với bộ máy này chúng ta sẽ có chức năng lịch thường niên, và với củ văng cầu cân bằng sẽ là bằng vàng nguyên khối. Chúng ta sẽ có thời gian tích cót đó là 55 tiếng, sai số cộng trừ không quá 4 đến 6 giờ một ngày. Và với bộ máy này chúng ta sẽ có 39 kính, tần số động của vành Bernoulli đó là 25.200. Và chúng ta để ý trên cái góc bánh xe này nhá, chúng ta sẽ có đó là vành bánh xe Bernoulli thì nó sẽ được bằng chất liệu silicon, nó sẽ làm cho cái thiết kế bộ máy này chống sốc, chống từ, chống nhiệt vô cùng tốt.
Trên phần cú vang này sẽ có những cái thông tin và tên bộ máy này, triện 750 ở trên cấu cân bằng và mã số seri bên trong bộ máy, bên ngoài thân càng. Bên ngoài mặt đáy này chúng ta sẽ thấy được một phần mặt đáy bằng vàng nguyên khối được gắn bởi bốn con vít bằng vàng với những cái dòng chữ Annual Calendar, 100m chống nước, C14. Bốn phần càng sẽ có đầy đủ các dấu triện và mã số seri của đồng hồ. Thiết kế size mặt 41 và độ dài của chiếc này nó sẽ khoảng tầm 11.5, với thiết kế mặt số nâu đen đi kèm với nó thân vỏ vàng hồng, dây da nâu đen, quả bơm chống gập vẫn sẽ luôn là một cái thiết kế cực kỳ đẹp và bắt mắt để anh em mình có thể chơi và trải nghiệm hàng ngày. Bây giờ thì em Tú sẽ thử trên tay nhá. Size mặt 41 thì nó sẽ phù hợp với những anh em có cổ tay vừa và cổ tay to, lên tay rất đẹp. Cổ tay của em đó có tay 16.5, lên tay thì rất là khỏe, lam tính nhá. Đặc biệt đó là mặt số nâu trầm ấm và rất là lam tính, đi kèm với màu vàng hồng nhã nhặn. Chiếc này thì nếu mà anh em tham khảo giá niêm yết của hãng thì có mức giá rất là cao, khoảng tầm trên 500 triệu nhá. Còn hiện tại thì em Tú đang có mức giá giao lưu chiết khấu rất là tốt gửi đến anh mình, đó là 279 triệu một chiếc đồng hồ hàng mới chưa qua dụng và sẽ có bảo hành chính hãng, đó là 5 năm bảo hành tại cửa em, đó là 5 năm. Chiếc này thì em đang sẵn sàng giao lưu tại Hà Nội nhá. Anh em mình cần em tư vấn hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại hotline em có để dưới góc màn hình. Cảm ơn anh mình đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.